Chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Giá Rẻ. Hôm nay thì mình đi thực nghiệm hiện trường. Số các anh chị thắc mắc là không biết mình đổ thật hay đổ giả, thì hôm nay mình sẽ làm ở hiện thực ở công trình của bên mình xây. Đây là căn nhà 4,5 m nhân 25 m, 4 phòng ngủ, sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70%, đi theo hướng đường Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh đi vô khoảng 2 cây số. Nhà hẻm xe hơi, có sân trước rất là rộng, đậu xe hơi thoải mái. Hôm nay là cái công trình của bên mình chuẩn bị đổ móng, đổ sàn, đổ thật. Đấy, lát nữa thì mình sẽ quay cho các anh chị các bên công nhân đổ sàn như thế nào. Đấy, đây là đang chuẩn bị dàn giáo để mình chuẩn bị đổ thật, đổ bê tông tầng trệt của căn nhà và đổ bê tông sàn. Đấy, căn này là một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có sân trước, đậu xe hơi rất thoải mái. Đây là kênh Nhà Giá Rẻ Bình Chánh. Các anh chị thấy hay thì cứ ấn theo dõi để mình xem những cái nhà phù hợp với mình thì mình mua thôi. Còn không thì mình cứ theo dõi thông tin tới khi nào phù hợp thì mình mua. Đấy, đây là quá trình mình đổ bê tông này. Đó, chuẩn bị sàn móng thì mình đổ bê tông. Bê tông tầng trên. Đó, đây là sắt này. Chuẩn bị sắt thép. Cửa hồ bê tông đổ. Các công nhân đang trộn bê tông để dàn sẵn ra căn nhà của mình. Đó. Các anh chị thấy bên mình đó, đây là đổ trên sàn tầng 1 của căn nhà. Bên mình là đổ thật luôn. Đây là quá trình đang đổ bê tông. Các anh chị đang theo dõi thì bên mình có những căn nhà mặt tiền cũng có, trong hẻm cũng có. Mặt tiền ngang 4,5 m, dài 30 m. Lát nữa thì mình sẽ trên cả xếp tổng. Phía sau cái clip này mình sẽ có cái video quay những căn nhà đó. Hoặc là anh chị nhấn thêm vào mô tả bên dưới thì có những cái đường link mình đã quay những căn nhà phía trước, anh chị có thể coi. Có những căn nhà giá 750, có những căn nhà 800 và có những căn nhà giá khoảng 1,2 tỷ. Căn 750 thì xe hơi cũng vô được, và căn 800 và 1,2 tỷ xe hơi vô được. Căn 1,2 tỷ thì mặt tiền dài 10 m và khu dân cư rất đông đúc, khu quy hoạch dân cư bài bản, hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh. Đây là quá trình đổ móng của bên mình, và dự án đang xây dựng, chuẩn bị hoàn thành và hoàn thành trước thời điểm Tết này. Ý mình quay từ thực tế luôn, quay từ lúc đổ sàn, lúc xây dựng cho tới khi hoàn thành căn nhà. Rồi, nếu các anh chị có nhu cầu mua nhà hoặc là muốn đi xem nhà, tìm hiểu dự án để mua ở hoặc là đầu tư thì hãy liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại có trên màn hình để chọn được những căn nhà ưng ý nhất, có thể ở và đầu tư giá gốc luôn. Bên mình không phải là công ty mà là những anh em cùng vốn lại với nhau mua đất xây dựng lên để bán.
Đó, trên này giá gốc không qua công ty. Thì nếu các anh chị thấy kênh này hay thì cứ nhấn theo dõi, nhấn đăng ký bên dưới để mình thường xuyên theo dõi những cái video bên mình liên tục cập nhật những căn nhà giá rẻ, giá gốc, sổ hồng riêng cho các anh chị ở khu vực Bình Chánh, chợ Hưng Long, Đinh Đức Thiện, Nguyễn Văn Linh, Chạy Vô, Đoàn Nguyễn Tuấn, vân vân. Ở đây thì các anh chị theo dõi những căn nhà bên mình đã xây xong và đang còn để bán. Rồi các anh chị tiếp tục theo dõi. Tôi xin giới thiệu một cái căn nhà rất là tuyệt vời ở trên đường Đinh Đức Thiện gần chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây. Nhà có thể là rất là đẹp và đường đi vô rất là đẹp. Đây là đường đi vô nhà. Đường dài, đường rộng 14 mét và khu dân cư rất là đẹp. Đây là một khu quy hoạch dân cư bài bản. Ở đây cây xanh rất là tuyệt vời và rất là thoáng mát. Đây là đường đi dẫn vô tới nhà. Căn nhà này diện tích là ngang 4, dài 14 mét và có thể xe hơi có thể đi tới nhà luôn. Khu dân cư được quy hoạch rất là bài bản, được đầu tư hạ tầng rất tốt, đường xá rất tuyệt vời, đường trải nhựa và đường rất là rộng. Đây là căn nhà chúng ta sẽ chuẩn bị mở bán. Đây là mặt trước của căn nhà. Đó, được thiết kế là một trệt một lầu, ngang 4, dài 14 mét, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Mời các anh chị vô nhà để xem. Đấy, đấy đường trước nhà rất là rộng, thoải mái luôn. Và ở đây đang xây dựng cũng rất là nhiều. Nhà này cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây, ngang 4 mét, dài 14 mét. Đây là phòng khách của căn nhà. Hiện tại thì căn này đã có chủ ở và đây mình sẽ bán một căn nhà tương tự như vậy. Đó, phòng khách rất là thoáng và rộng. Từ đây mình có thể đi di chuyển thuận tiện ra chợ Bình Chánh, trường học cấp 1, cấp 2. Về quận 6, quận 8, Nguyễn Văn Linh, quận 8, quận Bình Tân, khu công nghiệp Bon Chen, chợ Bình Chánh, chợ Bình Điền, chợ Hưng Long đều rất là thuận tiện. Đấy, trước nhà rất là thoáng, có thể nhìn ra đường. Đó, đây là khu vực bếp của căn nhà, rất là rộng. Đây là cầu thang được lắp đá hoa cương. Nhà rất thoáng nên là mình không cần phải sử dụng nhiều điện năng. Căn nhà luôn luôn sáng. Ở dưới mình có một nhà vệ sinh và ở trên lầu mình cũng có một nhà vệ sinh nữa. Nó nhìn ra ngoài rất là thoáng. Kênh nhà giá rẻ Bình Chánh luôn luôn cập nhật những căn nhà giá rẻ nhất và cho trực tiếp bên mình xây dựng. Cho nên là giá cả luôn là giá gốc. Căn nhà này sổ hồng riêng được có thể công chứng ngay, giá dưới 1 tỷ. Đường xá rất là rộng rãi, khu dân cư ổn định, được quy hoạch bài bản, đường xá rất đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ lên trên tầng 1 của căn nhà. Đó, cầu thang được thiết kế rất chắc chắn và rộng rãi.
Các anh chị nhìn lại cầu thang. Căn nhà này hoàn toàn không bật điện. Ánh sáng tự nhiên bên ngoài đã có thể làm sáng căn nhà. Căn nhà này ngang 4, dài 14, sổ hồng riêng. Giá chỉ dưới 1 tỷ thôi. Nếu các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở trên màn hình. Ở khu vực ngoài mình có thể nhìn ra đây là một phòng ngủ tiếp thứ hai. Cửa kính bằng nhôm. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ban công căn nhà. Ở đây mình ngắm cảnh rất là tuyệt vời, phong cảnh rất là hữu tình và cây xanh phủ kín. Sống ở đây rất là tuyệt vời, không khí rất là trong lành, không bị ô nhiễm giống như khu vực trung tâm. Đó. Ban công của mình có thể nhìn trực diện ra đường lớn luôn. Đường trước nhà của mình khoảng 14 mét. Điện nước đầy đủ. Có đồng hồ riêng. Đó, cây xanh, đường xá rất tuyệt vời. Đây là khu vực ban công của căn nhà, có thể ra đây ngắm cảnh. Nóng gió tuyệt vời. Căn nhà nhà này cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số. Di chuyển về thành phố rất là gần, trên trục đường Đinh Đức Thiện, quốc lộ 1A. Về Nguyễn Văn Linh hoặc là đường Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, quốc lộ 1A đi đâu cũng rất là thuận tiện. Ở nhà nhìn rất là sáng, không cần phải bật điện vào ban ngày. Mình có thể tiết kiệm được rất là nhiều điện và sống ở đây rất là tốt cho sức khỏe. Vì mình rất là gần gũi với thiên nhiên. Phòng thứ hai của căn nhà. Gia chủ này rất là nhiều tiền cho nên có sắm két sắt nữa. Đấy, có cửa sổ ngắm ra ngoài đường. Thật là tuyệt vời. Mỗi sáng ngủ dậy mình được đón ánh bình minh. Rất tốt cho sức khỏe. Phòng ngoài mình có thể tập thể dục vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Rất tuyệt vời. Một căn nhà như vậy giá dưới 1 tỷ thì thật là tuyệt vời để sở hữu. Và mình bật mí nữa là căn nhà này giá dưới 900 triệu luôn. Chưa tới 900 triệu. Đó, bây giờ mình đi xuống, mình ngắm lại căn nhà một lần nữa. Khu vực này rất gần chợ, Bách Hóa Xanh, trường học. Rất nhiều tiện ích ở xung quanh, chỉ khoảng một cây số là mình có đầy đủ trường học, Bách Hóa Xanh, chợ. Lát nữa mình sẽ ra chợ, mình sẽ quay những cái tiện ích xung quanh cho anh chị coi. Đó là khu vực bên ngoài của căn nhà. Phòng khách, đường trước mặt. Ở đây khu dân cư rất đông và đang xây dựng rất là nhiều. Có những căn nhà rất lớn. Khu vực này được thiết kế rất là tuyệt vời. Hạ tầng cơ sở rất tuyệt vời, điện kéo tận nhà, đường xá rất sạch sẽ và rất là rộng. Không chật hẹp như ở trong nội thành Sài Gòn. Sống ở đây mình không có bị ô nhiễm tiếng ồn, không bị ô nhiễm không khí. Không khí rất là trong lành. Và mình cảm thấy rất là thoải mái nếu mà sống trong căn nhà này. Đó. Đây là bên ngoài căn nhà. Đó. Rất là thoáng. Nhà này mình ở thì rất là tuyệt vời.
Các anh chị muốn quan tâm đến căn nhà này hãy để lại số điện thoại hoặc là gọi liên lạc trực tiếp với bên mình để được đi xem ngay. Bên mình hiện tại chỉ còn hai căn nhà. Và đây là kênh Nhà Giá Rẻ Bình Chánh. Nếu các anh chị có nhu cầu thì cứ đăng ký kênh để mình tiếp tục quay những căn nhà tiếp theo các anh chị phù hợp với anh chị. Đây là tiện ích ở bên ngoài, cách khoảng một cây số, có rất là nhiều tiện ích như là con cưng, chợ, bách hóa xanh, trường học các kiểu. Khu vực này như một đô thị ngoại ô và rất là nhiều tiện ích, cũng như là không khí rất là thoáng, đường cũng rất là thoáng, không bao giờ kẹt xe, không bao giờ ngập, đường xá rất là sạch sẽ. Và đây là trường học cấp 3 cũng gần nhà luôn. Dân cư ở đây cũng rất là đông. Đấy, các anh chị nhìn thấy học sinh đi học, số lượng học sinh đi học là mình biết là dân cư ở đây đông như thế nào. Đó, đường rất là rộng. Trường học cách nhà khoảng một cây số thôi. Đó, có thể đi bộ tới trường. Trước đây thì mình đi bộ cả 4-5 cây tới trường học, nhưng mà ở đây thì mình chỉ cần đi bộ khoảng một cây là tới trường rồi. Đó, đây là khu vực chợ xung quanh nhà. Đó, học sinh đi học rất nhiều. Khu này rất là đáng để sống và giá chỉ dưới 900 triệu thôi là mình có thể sở hữu được căn nhà cũng như là tiện ích xung quanh, tuyệt vời. Đó, cái trường học cấp 3 ngay nhà mình. Dân cư rất là đông. Đó, học sinh đang tan lớp. Và chào các anh chị, hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà giá chỉ có 750 triệu ở gần chợ Hưng Long, Bình Chánh, và xe hơi vô được tới nhà luôn. Đây là con đường dẫn vô nhà. Nhà gần trường học, ủy ban nhân dân, chợ và bách hóa xanh. Đây là trước nhà, xe hơi có thể đậu trước nhà luôn. Giá chỉ có 750 triệu, 2 phòng ngủ. Một cái giá như vậy mà xe hơi có thể vào nhà thì thật là tuyệt vời. Và có sổ hồng riêng chính chủ do bên mình trực tiếp xây dựng. Đây là mặt trước của căn nhà. Nhà được thiết kế rất chắc chắn, gồm hai lớp cửa. Lớp cửa sắt ở bên ngoài và một lớp cửa kính cường lực phía trong. Đây là mặt trước của căn nhà. Phòng khách được trang trí rất sáng, gạch bóng, có quạt trần, gạch rất là bóng, được lát từ dưới lên trên. Bức tranh, những bức tranh rất tuyệt vời trong phòng khách, giúp phòng khách mình rất là sang trọng. Phía sau thì khu vực bếp, mình có để một chỗ dành cho máy giặt ở đây, và có ống chờ sẵn, chỉ cần lắp máy thôi. Đây là khu vực bếp đã được trang bị tủ trên và tủ dưới. Và khu vực bếp ánh sáng cũng tự nhiên, mình có cửa sổ rất là sáng. Một cái nhà vệ sinh bên dưới, nhìn ra bên ngoài phòng khách rất là thoáng, được trang trí cả rèm cửa, đủ quạt trần, vân vân. Bây giờ mình sẽ lên phía trên tầng 1 của căn nhà. Khu vực này đi ra chợ rất thuận tiện, ở ngay ủy ban trạm y tế Hưng Long. Từ Nguyễn Văn Linh đi xuống thì rất là gần,
đi đường An Phú Tây, Hưng Long về quận Bình Tân cũng rất là gần luôn. Và có thể đi qua quận 6, quận 8, qua đường Võ Văn Kiệt đều rất gần. Đây là phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Ánh sáng rất tự nhiên từ cửa sổ và cửa ra vào. Nhà vệ sinh ở giữa giúp cho mình có thể sử dụng được cả hai phòng luôn. Đó, rèm cửa đã được trang bị sẵn. Phòng rất là sạch sẽ, được lát gạch từ dưới lên trên. Có cửa sổ giúp mình ngắm cảnh rất là tuyệt vời. Và một cái cửa đi ra ban công. Giá 750 triệu thì mình chỉ còn 2 căn thôi. Và nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy nhanh chóng liên hệ để được sở hữu ngay. Giá đầy đủ là 750 triệu, không cần phải thêm một chi phí nào khác, chỉ dọn vô ở thôi. Các anh chị thấy kênh này hay thì hãy đăng ký giúp mình để mình sẽ tăng những cái video mới nhất lên, các anh chị sẽ nhận được và nhà mới nhất, những căn nhà mẫu đẹp nhất trên kênh này sẽ được cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Cảm ơn các anh chị. Chào các anh chị, hôm nay mình quay lại trở lại kênh nhà giá rẻ Bình Chánh. Hôm nay mình giới thiệu một căn nhà rất là tuyệt vời. Mặt tiền đường Đinh Đức Thiện. Đây là căn nhà diện tích là ngang 4,5 m, dài 30 m, một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ. Có sân trước rất là rộng để đậu xe hơi. Cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây và khu dân cư rất đông đúc. Đường trước nhà của mình là rộng 18 m và căn này là căn mặt tiền. Xe hơi, xe tải có thể vô nhà vô tư. Đây là đoạn đường đi vào nhà, dân cư rất là đông đúc. Đây là mình quay lúc chiều khoảng 4-5 giờ chiều. Đây là cái sân mình có thể đậu được 2 chiếc xe hơi vì sân rất là dài và rộng. Đây là mặt trước của căn nhà, nhìn rất là thoáng và có rất là nhiều cửa sổ, ngắm cảnh thật là tuyệt vời. Đấy, bạn nhìn từ ngoài vô nhà nhìn rất là sáng, nhìn rất là sang chảnh luôn. Phòng khách thì tới đây thì khách chỉ có mà mê thôi, không có về được. Đấy, phòng khách rất là sáng và đẹp đẽ. Có những bức hình tô điểm căn nhà thật là tuyệt vời. Sáng long lanh luôn. Ngồi ở đây coi tivi thì thật là tuyệt vời. Đó, có những trận Việt Nam đấu bóng đá thì cả gia đình mà ngồi đây cùng với bạn bè mà nhâm nhi vài lon bia thì thật là tuyệt vời. Mời các bạn vô trong phòng khách nha. Đây là cái bức tranh tô điểm căn phòng khách này, thật là tuyệt vời. Một cặp công phượng. Đấy, phòng khách rất là sáng. Đây là một chiếc tivi thì mình có thể coi được những chương trình bóng đá hấp dẫn và những chương trình phim, quây quần bên gia đình vào những dịp cuối ngày hoặc là cuối tuần. Hoặc là những dịp đội tuyển Việt Nam mà đá thì ngồi đây mà coi thì rất là tuyệt vời.
Đây là những cái kệ mình có thể để được những cái đồ quý giá của mình và làm tô điểm thêm phòng khách. Tiếp theo thì mình sẽ tới trong nhà bếp. Thì trước khi mà tới nhà bếp thì mình có những cái bức tranh đối diện với cầu thang. Đây là nhà vệ sinh. Đấy. Trên trần thì mình được trang trí cũng rất là đẹp. Đây là phòng ăn và nhà bếp. Mình có thể đặt một cái bàn lớn hơn nếu gia đình mình nhiều người. Và đây là cái bếp của mình, khu tổ chức những bữa ăn gia đình rất là ấm cúng. Bếp mình được trang bị tủ trên và tủ dưới. Nó có đầy đủ các thiết bị trong bếp. Đấy, mình nhìn ra ngoài, nhà luôn luôn sáng. Bây giờ mình sẽ lên tầng 1 của căn nhà. Cầu thang được lát đá hoa cương rất đẹp. Và ở đây mình có dán những tranh 3D nhìn rất đẹp. Nó nhìn rất là sang trọng. Ngôi nhà này mình vô thôi là đã rất là thích rồi. Ở tầng này thì mình có hai phòng ngủ, mỗi tầng có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất, mời các anh chị vô xem. Đó, mình đặt một cái giường ở đây. Và có sẵn bàn trang điểm trên phòng ngủ này. Đó là phòng ngủ thứ nhất. Bây giờ mình đi ra phòng ngủ thứ hai. Quay mặt ra ngoài đường. Căn nhà này được ngân hàng hỗ trợ tới 70%. Đấy là cầu thang. Nhà vệ sinh ở giữa để mình có thể sử dụng được hai phòng. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này có cửa sổ ngắm ngoài đường rất là tuyệt. Đó, cũng y chang như phòng ngủ thứ nhất thôi. Rèm cửa đã được trang bị sẵn. Ngắm ở đây mình ngắm cảnh thì rất là tuyệt vời. Ở trước mặt là một vườn lan khổng lồ. Và ở ban công mình có trồng những chậu hoa rất là đẹp. Đó là con đường trước mặt mình. Sân rất là rộng. Rồi, bây giờ mình cùng nhau đi lên tầng thứ hai của căn nhà. Căn nhà này ở đường Đinh Đức Thiện chạy vô nhà, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số. Đường trước nhà là 18 m, diện tích là ngang 4,5 m, dài 30 m, một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ. Ở đây là tầng thứ hai của căn nhà, cũng như tầng 1, tầng thứ hai cũng có 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh ở giữa. Tầng này thì mình chưa đặt giường vô. Đấy. Và phòng ở bên ngoài cũng giống như tầng 1 thì cũng rất là rộng. Và có cửa sổ cũng như cửa chính đi ra ngoài ban công, ngắm cảnh rất là tuyệt vời. Bên đây ngoài thì mình có trồng những chậu hoa. Rất đẹp. Sáng ra đây ngắm hoa thì thật là tuyệt vời. Nếu các bạn quan tâm về căn nhà này, xin liên hệ với bên mình để được hỗ trợ trực tiếp và giá căn nhà này giá gốc luôn. Ngoài ra bên mình cũng bán những căn nhà giá rất là thấp, tầm 750 triệu và xe hơi đến tận nhà. Đây là một phút dành cho quảng cáo. Căn nhà đang xem là căn nhà 750 triệu, đó dành cho những người có thu nhập thấp. Diện tích là 4 x 10. Và xe hơi vô tới nhà luôn.
Nếu các anh chị quan tâm những thông tin về nhà đất và giá rẻ trực tiếp cho bên mình xây dựng thì hãy đăng ký kênh để mình được theo dõi những cái video nhất và những thông tin nhà rẻ mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đây là kênh nhà giá rẻ Bình Chánh. Các bạn nhớ subscribe cho mình nha. Xin cảm ơn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà mặt tiền Đinh Đức Thiện. Diện tích là 6 x 15. Một lầu 3 phòng ngủ. Sổ hồng riêng đã hoàn công mặt tiền của Đinh Đức Thiện Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh khoảng một cây số. Đây là cái đường đi vô nhà, đường rất là thoáng, đường này rộng 14 mét. Đấy, mình nhìn xa xa cái căn nhà của mình đó, có mấy người đang đứng đó. Nhà sổ riêng. Đấy, nhà của mình rất là thoáng, dân cư ở xung quanh đông đúc. Và đây là khu đô thị cao cấp gần như là Phú Mỹ Hưng của quận 7. Đây là mặt trước của căn nhà. Đó, nhìn rất long lanh. Đường trước nhà rất là thoáng và rộng, xe hơi đậu thoải mái. Đó, đường rất là rộng. Rồi, có sân trước đậu xe hơi. Đó, đèn là trang trí rất là long lanh. Diện tích là 6 x 15. Bề ngang rất rộng. Để xe hơi thoải mái luôn. Đây là phòng khách. Mình được trang trí những cái bức tranh rất là đắt giá, rất là đẹp. Nhìn phòng khách rất là rộng. Đó. Vịnh Hạ Long. Đây là đằng sau bếp. Đằng sau mình có một cái sân sau để dùng để phơi đồ. Đây là khu vực của bếp. Hiện tại thì mình có một số anh chị em làm bên xây dựng đang ở tạm cái nhà này, vừa mới xây xong nên là đồ nó còn lộn xộn. Ấy, nhìn ra nhà rất sang, bật đèn nên là rất là lung linh luôn. Đó, nhìn ra sân đường luôn. Bức tranh ở phòng khách nhìn rất là lộng lẫy và tô điểm cho cái phòng khách này. Nhìn ra tới sân luôn. Mình nhắc lại diện tích của căn nhà này 5 x 6, diện tích là ngang 6, dài 15 và sổ hồng đã hoàn công. Đây là cầu thang rất bắt mắt. Xe hơi đậu thoải mái trong nhà luôn. Bây giờ mình lên tầng 1 của căn nhà. Đây mình nhìn ra xa xa. Được dán giấy dán tường. Đó. Đây là một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ tiếp theo. Là mình có cửa ra ban công và có cửa sổ nhìn ngắm cảnh rất đẹp. Ở đây mình đã được lát giấy dán tường từ dưới lên trên, rất sạch sẽ, rất sang trọng. Đấy, mình nhìn ra ngắm cảnh rất là tuyệt vời, một khung cảnh rất là yên bình và trong xanh, không khí rất trong lành.
Nếu các anh chị quan tâm đến cái nhà này, hãy để lại số điện thoại hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên mình tự xây dựng và không qua trung gian. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Nhớ ấn like, subscribe kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn ạ. Chào các anh chị, hôm nay mình quay lại trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Bình Chánh. Hôm nay mình giới thiệu một căn nhà rất là tuyệt vời. Mặt tiền đường Đinh Đức Thiện. Đây là căn nhà diện tích là ngang 4,5 m, dài 30 m, một trệt, hai lầu, 4 phòng ngủ. Có sân trước rất là rộng để đậu xe hơi. Cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây và khu dân cư rất đông đúc. Đường trước nhà của mình là rộng 18 m và căn này là căn mặt tiền. Xe hơi, xe tải có thể vô nhà vô tư. Đây là đoạn đường đi vào nhà, dân cư rất là đông đúc. Đây là mình quay lúc chiều khoảng 4-5 giờ chiều. Đây là cái sân, mình có thể đậu được 2 chiếc xe hơi vì sân rất là dài và rộng. Đây là mặt trước của căn nhà, nhìn rất là thoáng và có rất là nhiều cửa sổ, ngắm cảnh thật là tuyệt vời. Ấy, bạn nhìn từ ngoài vô nhà nhìn rất là sáng, nhìn rất là sang chảnh luôn. Phòng khách thì tới đây thì khách chỉ có mà mê thôi, không có về được. Ấy, phòng khách rất là sáng và đẹp đẽ. Có những bức hình tô điểm căn nhà thật là tuyệt vời, sáng long lanh luôn. Ngồi ở đây coi tivi thì thật là tuyệt vời. Đó, có những trận Việt Nam đấu bóng đá thì cả gia đình mà ngồi đây cùng với bạn bè mà nhâm nhi vài lon bia thì thật là tuyệt vời. Mời các bạn vô trong phòng khách nha. Đây là cái bức tranh tô điểm căn phòng khách này, thật là tuyệt vời. Một cặp công phượng. Đấy, phòng khách rất là sáng. Đây là một chiếc tivi thì mình có thể coi được những chương trình bóng đá hấp dẫn và những chương trình phim quây quần bên gia đình vào những dịp cuối ngày hoặc là cuối tuần. Hoặc là những dịp đội tuyển Việt Nam mà đá thì ngồi đây mà coi thì rất là tuyệt vời. Đây là những cái kệ mình có thể để được những cái đồ quý giá của mình và làm tô điểm thêm phòng khách. Tiếp theo thì mình sẽ tới trong nhà bếp. Thì trước khi mà tới nhà bếp thì mình có những cái bức tranh đối diện với cầu thang. Đây là nhà vệ sinh. Đấy. Trên trần thì mình được trang trí cũng rất là đẹp. Đây là phòng ăn và nhà bếp. Mình có thể đặt một cái bàn lớn hơn nếu gia đình mình nhiều người. Và đây là cái bếp của mình, khu tổ chức những bữa ăn gia đình rất là ấm cúng. Bếp mình được trang bị tủ trên và tủ dưới. Đó, có đầy đủ các thiết bị trong bếp. Đó, mình nhìn ra ngoài, nhà luôn luôn sáng. Bây giờ mình sẽ lên tầng 1 của căn nhà. Cầu thang được lát đá hoa cương rất đẹp. Và ở đây mình có dán những tranh 3D nhìn rất đẹp. Đó, nhìn rất là sang trọng. Ngôi nhà này mình vô thôi là đã rất là thích rồi. Ở tầng này thì mình có 2 phòng ngủ, mỗi tầng có 2 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Mời các anh chị vô xem. Đó, mình đặt một cái giường ở đây. Và có sẵn bàn trang điểm trên phòng ngủ này. Đó là phòng ngủ thứ nhất. Bây giờ mình đi ra phòng ngủ thứ hai.
quay mặt ra ngoài đường. Căn nhà này được ngân hàng hỗ trợ tới 70%. Đây là cầu thang. Nhà vệ sinh ở giữa để mình có thể sử dụng được hai phòng. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này có cửa sổ ngắm ngoài đường rất là tuyệt vời. Đó, cũng y chang như phòng ngủ thứ nhất thôi. Rèm cửa đã được trang bị sẵn. Ngắm ở đây mình ngắm cảnh thì rất là tuyệt vời. Ở trước mặt là một vườn lan khổng lồ. Và ở ban công mình có trồng những chậu hoa rất là đẹp. Đó là con đường trước mặt mình. Sân rất là rộng. Rồi, bây giờ mình cùng nhau đi lên tầng thứ hai của căn nhà. Căn nhà này ở đường Đinh Đức Thiện chạy vô nhà, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số. Đường trước nhà là 18 m, diện tích là ngang 4,5 m, dài 30 m, một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ. Ở đây là tầng thứ hai của căn nhà, cũng như tầng 1, tầng thứ hai cũng có 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh ở giữa. Tầng này thì mình chưa đặt giường vô. Và phòng ở bên ngoài cũng giống như tầng 1 thì cũng rất là rộng và có cửa sổ cũng như cửa chính đi ra ngoài ban công, ngắm cảnh rất là tuyệt vời. Bên đây ngoài thì mình có trồng những chậu hoa rất đẹp. Buổi sáng ra đây ngắm hoa thì thật là tuyệt vời. Nếu các bạn quan tâm về căn nhà này, xin liên hệ với bên mình để được hỗ trợ trực tiếp, và giá căn nhà này giá gốc luôn. Ngoài ra bên mình cũng bán những căn nhà giá rất là thấp, tầm 750 triệu và xe hơi đến tận nhà. Đây là một phút dành cho quảng cáo. Căn nhà đang xem là căn nhà 750 triệu, đó dành cho những người có thu nhập thấp. Diện tích là 4 x 10. Và xe hơi vô tới nhà luôn. Nếu các anh chị quan tâm những thông tin về nhà đất và giá rẻ trực tiếp cho bên mình xây dựng thì hãy đăng ký kênh để mình được theo dõi những cái video mới nhất và những thông tin nhà rẻ mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.